Đề nghị mọi người trong phòng xử án đứng dậy. Mời hội đồng xét xử vào phòng xử án. Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2008, Tòa án Nhân dân huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính, khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai giữa người khởi kiện bà Nguyễn Thị Nga, người bị kiện Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa. Mời mọi người trong phòng xử án ngồi. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Yêu cầu các đương sự đứng dậy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008, quyết định đưa vụ án ra xét xử Tòa án Nhân dân huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội, căn cứ vào các điều 37 của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sửa đổi bổ sung năm 2006, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 03, hành chính sơ thẩm, ngày 20 tháng 8 năm 2008 quyết định 1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai. Người khởi kiện bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1966, địa chỉ số nhà 45 tổ 32 thị trấn Xuân Quang, huyện An Khánh, tỉnh Nam Định. Người bị kiện Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội, trụ sở 19A đường Nguyễn Hữu Chí, thị trấn Tân Ái, huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội. Đại diện ủy quyền, ông Phan Anh Việt, Phó Chánh Thanh tra huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội. Giấy ủy quyền số 666, Ủy ban Nhân dân ngày 25 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1976, địa chỉ thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện, luật sư Nguyễn Văn Linh, công ty luật Tuyết Mai, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư Nguyễn Hữu Luận, văn phòng luật sư Hữu Luận và cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thời gian mở phiên tòa 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2008. Địa điểm mở phiên tòa: trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội. Vụ án được xét xử công khai. Hai, những người tiến hành tố tụng: thẩm phán chủ tọa phiên tòa bà Nguyễn Thị Hạnh, các hội thẩm nhân dân bà Nguyễn Thị Hà, ông Lê Quốc Khoa, thư ký tòa án bà Bùi Thị Hà. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội tham dự phiên tòa: ông Hoàng Thanh Phong, kiểm sát viên. Tòa án Nhân dân huyện Phú Hà, thẩm phán Nguyễn Thị Hạnh. Mời các đương sự ngồi. Tại phiên tòa hôm nay, các đương sự có ai cung cấp thêm tài liệu chứng cứ mới hoặc đề nghị triệu tập thêm người làm chứng mới hay không? Mời người khởi kiện. Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi không. Mời bà ngồi. Mời người bị kiện. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì. Các đương sự có ai có ý kiến gì về phần thủ tục bắt đầu phiên tòa không? Mời người khởi kiện. Tôi không ý kiến gì ạ. Mời người bị kiện. Thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì về thủ tục bắt đầu phiên tòa. Mời người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tôi không có ý kiến gì. Mời luật sư của người khởi kiện. Tôi không có ý kiến. Luật sư của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tôi không có ý kiến. Không có ai có ý kiến gì về phần thủ tục bắt đầu phiên tòa. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, chuyển sang thủ tục hỏi. Mời bà Nga đứng dậy. Bà là người khởi kiện trong vụ án này. Tại phiên tòa hôm nay thì bà có rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không? Thưa đồng nhân sự, tôi vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Mời bà ngồi. Mời ông Việt đứng dậy. Ông là người đại diện cho cái người bị kiện là Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà. Tại phiên tòa hôm nay, ông có sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà không? Thưa hội đồng xét xử, thay mặt cho Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội, tôi đề nghị giữ nguyên quyết định 777 ngày 20 tháng 2 năm 2018. Mời ông ngồi. Mời anh Hải đứng dậy. Anh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.
Tại phiên tòa hôm nay thì anh có rút yêu cầu đề nghị giữ nguyên quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 không? Thưa hội đồng xét xử, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình mà không rút yêu cầu. Do các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, vì vậy căn cứ vào điều 46 pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, đề nghị người khởi kiện trình bày yêu cầu khởi kiện và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp. Dạ thưa đồng xét xử, vào năm 1980 thì bố tôi là ông Nguyễn Văn Hai và mẹ tôi là bà Trần Thị Ba đi làm ăn kinh tế mới ở tại nông trường Tây Hạ thuộc Sở Nông nghiệp thành phố Hà Nội. Và trong thời gian này thì vì bố mẹ tôi là những nhân viên, vì vậy là được cấp số đất là 300 m² thuộc trên tỉnh lộ 6. Nay là số nhà 15B thuộc thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà. Và trong thời gian đó thì là bố mẹ tôi xây nhà và thường trú tại đó. Vào năm 1987 thì trên đường về quê thì bố mẹ tôi đã gặp tai nạn giao thông, vì vậy bố tôi không may đã qua đời. Còn mẹ tôi thì bệnh rất là nặng. Trong lúc đó thì tôi đang là giáo viên, vì vậy khi mẹ tôi ốm như vậy thì tôi đã phải chuyển công tác của mình về Nam Định để tiện bề chăm sóc bà. Vì vậy trong cái thời gian đó thì là mẹ tôi đã giao đất tại nông trường Tây Hạ cho anh trai tôi là anh Ngọc để quản lý. Và cho đến năm 2004 thì anh tôi cứ nói mẹ tôi rằng là nhà nước có yêu cầu là kê khai đất đai. Vì vậy anh mẹ tôi đã nói với anh tôi rằng là con hãy làm lại hộ khẩu và sau đó thì hãy chuyển sang tên cho mẹ, vì trước đó là cha tôi đứng tên số đất đó vì cha tôi là chủ hộ khẩu gia đình. Từ đó thì anh tôi không nhắc gì đến vấn đề đất đai nữa. Và cho đến năm 2005 thì mẹ tôi phát hiện rằng là anh trai tôi đã gạt bỏ tên của mẹ tôi ra khỏi hộ khẩu của nhà mình và thay vào đó là cho tên các thành viên của gia đình anh tôi vào đó. Tranh chấp giữa mẹ tôi và anh tôi lúc đó bắt đầu xảy ra, và vì trong nội bộ không giải quyết được cho nên là đã nhờ đến thôn để giải quyết. Trong thời gian đó thì mẹ tôi thì tuổi già cho nên sức yếu đi, thì mẹ tôi đã viết giấy ủy quyền cho tôi thừa kế một giấy di chúc cho tôi là có quyền quyết định cái số đất đó. Cho đến năm 2007 thì anh trai tôi là anh Ngọc bị tai biến và đột ngột qua đời. Chính vì vậy thì cái tranh chấp giữa hai mẹ con là tạm dừng. Và cho đến khi tôi được biết rằng là cháu Hải, con trai út của anh trai tôi được Ủy ban Nhân dân huyện cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì lúc đó tôi đã làm đơn khiếu nại thưa hội đồng xét xử cái số đất đó là do nông trường Tây Hạ đã cấp cho bố mẹ tôi. Tôi thấy rằng là cái căn nhà đang bị tranh chấp mà lại được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho cháu Hải thì đó là điều vô lý. Vì vậy là tôi đã làm đơn khiếu nại và mong rằng là hội đồng xét xử sẽ cố gắng là hủy cái quyết định sử dụng đất số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà. Mời bà ngồi. Ngoài phần trình bày của người khởi kiện, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện có trình bày bổ sung gì không? Thưa hội đồng xét xử, tôi hoàn toàn nhất trí với phần trình bày của thân chủ tôi là người khởi kiện, nhưng cho phép tôi được xin trình bày thêm. Thứ nhất là khi biết việc anh Hải là con trai ông Ngọc được cấp giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà, sử dụng đất đối với ngôi nhà số 15B, thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà. Ngày 5 tháng 3 năm 2008, bà Nguyễn Thị Nga đã gửi đơn khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận nói trên đến Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà, yêu cầu xem xét lại sự việc trên. Ngày 25 tháng 7 năm 2008, bà Nga nhận được quyết định giải quyết khiếu nại số 838 QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà, yêu cầu Phú Hà có nội dung bác đơn khiếu nại của bà Nga. Sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà, ngày 10 tháng 8 năm 2008, bà Nga đã làm đơn khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án Nhân dân huyện Phú Hà, yêu cầu hủy quyết định số 777 QĐ-UB ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất cho anh Hải với các căn cứ sau đây. Thứ nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà cho anh Nguyễn Văn Hải, con trai ông Nguyễn Văn Ngọc là sai đối tượng. Thứ hai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, sử dụng đất khi đất nhà đó đang có tranh chấp giữa bà Nga với anh Hải là trái pháp luật. Tôi đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của thân chủ tôi là hủy bỏ quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất của anh Nguyễn Văn Hải.
Thưa hội đồng xét xử, với các căn cứ trên, chúng tôi đã xuất trình các tài liệu, chứng cứ đầy đủ. Kính mong hội đồng xét xử xem xét và chấp thuận. Mời ông Việt đứng dậy. Đề nghị ông trình bày ý kiến, quan điểm đối với yêu cầu của người khởi kiện. Thưa hội đồng xét xử, về nguồn gốc căn nhà và đất nói trên thì là do nông trường quốc doanh Tây Hạ giao cho ông Nguyễn Văn Ngọc quản lý sử dụng từ năm 1989. Từ năm 1989 cho đến năm 2007 thì ông Ngọc đã quản lý và sử dụng cái đất này. Cho đến năm 2004 thì ông Ngọc đã được nông trường quốc doanh Tây Hạ làm cái thủ tục thanh lý nhà đất này. Sau khi được làm thủ tục thanh lý nhà đất thì ông Ngọc đã làm cái văn bản thỏa thuận xác định ranh giới nhà đất và có đăng ký kê khai với các cơ quan chức năng vào ngày 17 tháng 9 năm 2004. Do vậy, ông Ngọc hoàn toàn có đủ điều kiện để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà đất nói trên. Về anh Nguyễn Văn Hải thì là con ruột của ông Ngọc, đã có quá trình sống chung với ông Ngọc và cùng quản lý sử dụng cái đất và nhà đó. Sau khi ông Ngọc chết thì anh Hải là người thừa kế hợp pháp và được các đồng thừa kế khác ủy quyền. Do vậy, chúng tôi cho rằng là anh Hải là được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Sau đó bà Nga có làm cái khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà đã giải quyết cái khiếu nại lần đầu của bà Nga tại cái quyết định số 803 QĐ-CT ngày 25 tháng 7 năm 2008 thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà đã bác cái yêu cầu khiếu nại của bà Nga. Vì vậy phía bị kiện chúng tôi đề nghị tòa án là bác cái yêu cầu khởi kiện của bà Nga, giữ nguyên cái quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà. Chúng tôi cũng đã cung cấp đầy đủ các tài liệu và chứng cứ cho tòa án, kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Mời anh Hải đứng dậy. Đề nghị anh trình bày quan điểm về yêu cầu của người khởi kiện. Thưa hội đồng xét xử, tôi ủy quyền cho luật sư trình bày cái quan điểm của mình đối với cái yêu cầu của người khởi kiện. Mời anh ngồi. Mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện. Mời luật sư trình bày. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi là Nguyễn Hữu Luận, là luật sư, văn phòng luật sư Hữu Luận và Cộng sự thuộc đoàn luật sư của thành phố Hà Nội. Tôi tham gia phiên tòa hôm nay với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Văn Hải trong vụ án hành chính 307 QĐ ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa, thành phố Hà Nội. Thay mặt cho thân chủ tôi trình bày quan điểm của tôi về yêu cầu của người khởi kiện như sau. Thưa đồng xét xử, nhà đất 15B tại thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hòa có diện tích đất là 230m2, diện tích nhà là 70m2, được thể hiện tại thửa số 136 tờ bản đồ số 5 tỷ lệ 1250 do phòng đô thị huyện Phú Hòa lập năm 2004, có nguồn gốc từ năm 1981 do nông trường Tây Hạ xây dựng giao cho vợ chồng ông Hai và bà Ba sử dụng. Đến năm 1989, nông trường Tây Hạ giao cho ông Nguyễn Văn Ngọc là cha đẻ của thân chủ tôi được quyền sử dụng theo giấy chứng nhận số 24CN ngày 11 tháng 8 năm 1989. Trong quá trình sử dụng nhà đất đó, đến ngày 17 tháng 9 năm 2004, ông Nguyễn Văn Ngọc đã được nông trường Tây Hạ làm thủ tục hóa giá nhà và tiến hành kê khai xác định ranh giới với các hộ liền kề để làm thủ tục được cấp quyền sử dụng đất. Đến ngày 15 tháng 8 năm 2007 thì ông Ngọc bị bệnh chết. Sau khi Ngọc qua đời thì các con của Ngọc đã bàn bạc và thống nhất làm văn bản ủy quyền cho thân chủ tôi đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Việc đăng ký trên của thân chủ tôi đã được Ủy ban xã Vân Cơ xác nhận, được Ủy ban huyện Phú Hòa xem xét chấp thuận và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại quyết định số 777 QĐ ngày 20 tháng 2 năm 2008. Nay tôi đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện và đề nghị giữ nguyên quyết định 777 QĐ ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho thân chủ tôi là Nguyễn Văn Hải. Tôi đã trình bày xong. Xin cảm ơn hội đồng xét xử. Mời anh Hải đứng dậy. Ngoài phần trình bày của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh thì anh có trình bày bổ sung gì không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không bổ sung gì thêm. Mời anh ngồi.
do các đương sự trình bày còn một số vấn đề chưa rõ, cho nên hội đồng xét xử chuyển sang hỏi các đương sự. Mời bà Nga đứng dậy. Bà hãy cho biết là ngoài giấy xác nhận của một số người làm chứng về việc nông trường Tây Hạ giao nhà đất cho bố mẹ bà năm 1981, thì bà còn có tài liệu giấy tờ nào khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chứng minh nguồn gốc đất tranh chấp là của bố mẹ bà không? Thưa hội đồng xét xử, thì ngoài cái giấy nhận của ông Thịnh nguyên là giám đốc của nông trường Tiên và một số bà con láng giềng đã xác nhận thì tôi không còn tài liệu gì khác. Tại sao năm 1989 nông trường Tây Hạ lại cấp giấy số 24 chứng nhận quyền sử dụng nhà đất lô 10 cho ông Nguyễn Văn Ngọc? Dạ thưa hội đồng xét xử, như tôi đã trình bày lần đầu tiên, khi bố tôi qua đời và mẹ tôi bị bệnh rất là nặng thì tôi đã đưa mẹ tôi về Nam Định để chữa trị và chăm sóc bà. Vì vậy lúc đó chỉ còn một mình anh tôi là anh Ngọc. Vì vậy mẹ tôi đã giao lại cho anh Ngọc cái số đất đó để quản lý cho mẹ tôi. Vì chính vì vậy mà Ủy ban nhân dân đã anh Ngọc đứng tên số đất đó. Ai là người đã kê khai đăng ký nộp thuế sử dụng nhà đất tại nông trường từ năm 1987 cho đến nay? Tôi nghĩ rằng là bố con anh Ngọc đã sử dụng số đất đó, cho nên là bố con anh ấy đã đóng số tiền đấy. Bà cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đất đang có tranh chấp, vậy bà có tài liệu chứng cứ gì để chứng minh việc tranh chấp không? Dạ thưa đồng xét xử, là tôi đã làm đơn khởi kiện đưa cho ông Nam là trưởng thôn và rất nhiều lần nhưng mà không được giải quyết. Vì duy nhất là tôi đã không bảo ông Nam rằng là ký xác nhận là đã nhận đơn khiếu nại của gia đình tôi. Bà làm đơn khiếu nại từ thời gian nào? Dạ thưa đồng xét xử, là vào năm 2005, thì khi mà mẹ tôi phát hiện rằng là anh tôi đã gạt tên của mẹ tôi ra khỏi hộ khẩu, thì vào chính thức vào ngày 15 tháng 5 năm 2005 thì tôi đã bắt đầu làm đơn khiếu nại đưa cho ông Nam. Và cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2005 thì mẹ tôi đã bắt đầu là quyền và nhượng lại cái số đất ấy cho tôi, có quyền quyết định và sử dụng cái số đất mà nông trường ở Tây Hạ đã cấp. Ngoài việc gửi đơn khiếu nại cho ông Nam trưởng thôn thì bà có gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền nào khác hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, là vì đây là vấn đề của gia đình cho nên là anh em tôi và mẹ tôi cũng rất mong là xử lý trong vấn đề nội bộ. Vì vậy tôi cũng chỉ gửi cho ông Nam và không gửi cho đâu khác. Và ông Nam cũng hứa với tôi rằng là sẽ gửi lên huyện để giải quyết vấn đề này cho tôi. Vậy Ủy ban nhân dân xã Văn Cơ giải quyết đơn khiếu nại của gia đình bà ở thời điểm nào? Dạ thưa hội đồng xét xử, là trước khi mà cháu Hải được Ủy ban nhân dân huyện cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì là đơn khiếu kiện của tôi chưa được giải quyết. Nhưng mà khi mà tôi biết được rằng là cháu Hải được Ủy ban huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lúc đó thì đơn khiếu kiện của tôi bắt đầu được giải quyết. Vào năm 2004 thì khi ông Ngọc đăng ký kê khai xác định danh giới đất của gia đình bà thì có ai biết không? Khi đó thì là có em gái tôi là em Hoa có biết được việc đấy, vì là em tôi là có cái lô liệt kê đấy, vì vậy là em tôi có biết được sự việc đấy. Mời bà ngồi. Mời ông Việt đứng dậy. Phía người bị kiện có ý kiến như thế nào về việc bà Nga cho rằng nguồn gốc nhà đất 15B thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà của ông Nguyễn Văn Hai và bà Trần Thị Ba? Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi khẳng định là cái nguồn gốc nhà và đất này là không phải của bố mẹ bà Nga để lại, vì những lý do sau. Năm 1989 thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nông trường quốc danh Tây Hạ chỉ quản lý về mặt sản xuất, còn quản lý về mặt hành chính đối với các hộ gia đình là công nhân của nông trường thì giao lại cho Ủy ban nhân dân xã Vân Cơ quản lý. Trên cơ sở đó, nông trường quốc danh Tây Hạ đã tiến hành rà soát, xác minh kiểm tra xem những cái hộ gia đình nào mà còn tiếp tục ở lại sản xuất tại nông trường thì sẽ được giao đất vào nhà để quản lý và sử dụng. Còn những nhà và đất bỏ trống thì nông trường sẽ tiến hành thu hồi. Vào thời điểm này thì ông Hai thì đã chết, bà Ba thì lại chuyển về Nam Định sinh sống với lại con gái bà Nga đây. Cho nên là chỉ còn ông Ngọc ở lại nông trường tiếp tục sản xuất. Do vậy là nông trường quốc danh Tây Hạ đã giao đất của nhà cho ông Ngọc quản lý và sử dụng từ lúc đó cho đến thời điểm này. Người bị kiện có ý kiến như thế nào về hồ sơ đăng ký kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Hải? Thưa hội đồng xét xử, về hồ sơ đăng ký kê khai để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của anh Hải thì
đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể là đúng theo quy định tại điều 135 nghị định 181. Bà Nga cho rằng đất nhà này có tranh chấp trước thời điểm cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, thì người bị kiện có quan điểm như thế nào về ý kiến này? Thưa đồng xét xử, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với lại quan điểm của bà Nga, tại vì là hộ nhà bà Hoa là em gái bà Nga ở đây là liền kề với lại hộ gia đình nhà ông Ngọc. Mọi thủ tục liên quan đến cái việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ngọc từ những năm trước năm 2004 và sau này là con của ông Ngọc là anh Hải tiến hành, thì khi mà đã nộp cho chúng tôi thì chúng tôi đã tiến hành là thẩm tra xác minh, và kết quả thẩm tra xác minh tại địa phương cho thấy là không có thể hiện cái sự tranh chấp nào liên quan đến nhà và đất của ông Ngọc, và chúng tôi cũng không phát hiện gì cái đơn tư khiếu nại gì của gia đình bà Nga từ nhân dân cấp xã cho đến cấp huyện. Thời gian niêm yết công khai danh sách những hộ gia đình đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Thưa đoàn xét xử, chúng tôi đã làm đúng theo quy định của pháp luật là đã cho niêm yết công khai danh sách những hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 15 ngày, là kể từ ngày mùng 5 tháng 1 năm 2008 cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2008. Ban nhân dân đã căn cứ vào các quy định nào của pháp luật để thực hiện việc ban hành quyết định số 777? Thưa hội đồng xét xử, khi ban hành cái quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 thì Ủy ban nhân dân huyện Phú Hà đã căn cứ vào những quy định của luật đất đai, căn cứ vào cái nghị định 181 năm 2004, nghị định số 84 năm 2007 và thông tư 06 năm 2007. Mời ông ngồi. Mời anh Hải đứng dậy. Anh cho biết là tại sao năm 1989 nông trường Tây Hạ lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà số 24 cho bố anh? Thưa đồng xét xử, vì trong cái thời gian này cái việc làm ăn sinh sống ở trên nông trường gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là có một số người đã bỏ nông trường để chuyển về quê làm ăn sinh sống. Khi đó thì cô Nga cùng với bà nội tôi cũng chuyển về quê, thì chỉ còn lại có bố con tôi ở lại nông trường. Bố tôi thì làm nghề thợ rèn, bố con tôi vẫn ăn ở sinh sống ở trên mảnh đất này và canh tác trên đất, do vậy là đã được nông trường cấp giấy chứng nhận cho bố tôi. Vậy ai là người kê khai nộp thuế sử dụng nhà đất này? Thưa đồng xét xử, là khi bố tôi còn sống thì bố tôi là người trực tiếp nộp thuế, còn từ khi bố tôi mất thì tôi quản lý nhà đất này và tôi đã trực tiếp nộp thuế nhà đất cho địa phương. Anh có ý kiến gì về việc bà Nga khởi kiện hủy quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà? Thưa đồng xét xử, tôi nhận thấy việc Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà cấp đất cho tôi là hoàn toàn đúng. Tôi đề nghị là giữ nguyên cái quyết định đó. Mời anh ngồi. Mời đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tham gia hỏi. Bà trình bày cho hội đồng xét xử rõ thời gian nào mà biết ông Ngọc đứng tên trong sổ hộ khẩu gia đình nào? Dạ, thưa đồng xét xử, vào năm 1989 thì khi công an huyện chuyển hộ khẩu cho xã Vân Cơ vào quản lý, thì bố mẹ tôi bị cắt hộ khẩu và không biết vì lý do tại sao mà bị cắt. Và mãi cho đến năm 2005 thì khi mà mẹ tôi phát hiện ra anh tôi đã gạt tên mẹ tôi ra khỏi hộ khẩu của mình, và giấy thì là đứng tên của anh trai tôi thì đó. Khi biết sự việc trên thì bà đã làm đơn khiếu nại đến những đâu? Dạ, thưa hội đồng xét xử, là khi biết sự việc đó thì tôi đã làm đơn khiếu nại cho ông Nam là trưởng khu ở đó. Đề nghị hội đồng xét xử cho tôi được hỏi người bị kiện. Mời bà Nga ngồi. Mời ông Việt đứng dậy trả lời câu hỏi của kiểm sát viên. Thưa ông, quyền ban hành quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban dân huyện Phú Hà là đúng hay sai? Thưa hội đồng xét xử, theo tôi, Ủy ban dân huyện Phú Hòa hoàn toàn có thẩm quyền để ra cái quyết định số 777 theo quy định tại khoản 2 điều 52 của luật đất đai. Vậy chúng tôi khẳng định là cái thẩm quyền ban hành cái quyết định này là hoàn toàn đúng. Thưa đồng xét xử, đại diện kiểm sát đã hỏi xong. Mời ông Việt ngồi. Mời luật sư tham gia hỏi. Mời luật sư của người khởi kiện. Đề nghị hội đồng xét xử cho tôi hỏi ông Việt. Mời ông Việt đứng dậy. Ông có thể cho hội đồng xét xử biết việc tiến hành thẩm tra xác minh tình trạng tranh chấp đất, hồ sơ xin cấp đất của hộ anh Hải. Thưa đồng xét xử, trên cơ sở hồ sơ
xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ngọc từ năm 1999, và sau này khi ông Ngọc chết là của anh Hải. Thì chúng tôi thấy rằng là anh Hải là thuộc đối tượng là người sử dụng đất mà có đủ các loại giấy tờ theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 50 của luật đất đai năm 2003. Do vậy, Ủy ban nhân dân xã Vân Cơ đã tiến hành là thẩm tra và xác minh trước cái thời gian mà xét để cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, cũng không có cái khiếu nại tranh chấp gì. Và sau khi niêm yết cái danh sách những hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến khi là ban hành quyết định 2 tháng là không có cái đơn khiếu nại hay là đơn từ khiếu kiện gì. Đề nghị hội đồng xét xử cho tôi hỏi anh Hải. Mời anh Hải đứng dậy trả lời câu hỏi của luật sư. Trong lời khai của mình tại tòa án, có lần anh đã khai rằng nguồn gốc nhà đất số 15B tại thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà hiện của bố con anh đang sử dụng là của ông bà nội anh, có đúng không? Dạ, thưa đồng xét xử, là trước đây thì tôi cũng có khai là trước khi đi bố tôi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, thì nhà đất này là của ông bà nội tôi, được nông trường giao quản lý. Thời gian mà ông bà nội tôi ở thì nhà đất này là thuộc diện quản lý của nông trường. Nông trường chỉ tạm giao cho các hộ để quản lý sử dụng tạm thời và có thể thu hồi khi mà cái người được giao không có nhu cầu sử dụng hoặc là không còn là công nhân của nông trường nữa. Tôi không hỏi thêm gì đâu. Mời anh Hải ngồi. Mời luật sư của người có quyền lợi nghĩa vụ. Bà cho hội đồng xét xử biết là bà chuyển công tác về quê ở Nam Định và có đưa mẹ bà có biết cái chính sách của nhà nước quy định như thế nào về việc quản lý hộ khẩu và đăng ký hộ khẩu thường trú không? Tôi không được biết như thế này. Đề nghị bà cho hội đồng xét xử biết là vào thời điểm năm 1981, như bà nói là bố mẹ bà được cấp đất ở tại nhà 15B, thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội. Thì bà có biết là nông trường Tây Hạ có thẩm quyền giao đất ở cho những người là công nhân của nông trường và bố mẹ bà không? Dạ vâng, thưa hội đồng xét xử, và tôi nghĩ rằng là nông trường Tây Hạ vẫn có thẩm quyền được quyết định như thế này đấy. Vâng, tôi cảm ơn bà. Hội đồng tôi đã khỏi xong. Mời bà Nga ngồi. Các đơn sư. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì. Mời ông ngồi. Không ai đề nghị hỏi thêm gì. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc thủ tục hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Đề nghị luật sư của người khởi kiện trình bày quan điểm pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện. Kính thưa hội đồng xét xử, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, qua phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện, tôi xin đưa ra một số quan điểm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ tôi. Tôi khẳng định rằng trong quyết định số 777 QĐ-UB ngày 20 tháng 2 năm 2008 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở cho anh Nguyễn Văn Hải ở thôn Hòa An, xã Vân Cơ của Ủy ban nhân dân huyện Phú Hà là bất hợp pháp bởi các căn cứ sau. Thứ nhất, nhà đất ở địa chỉ nêu trên có nguồn gốc là của ông Nguyễn Văn Hai, bố đẻ của thân chủ tôi. Năm 1981, ông Hai và bà Ba đi kinh tế mới làm việc tại nông trường quốc doanh Tây Hạ. Nông trường đã cấp cho ông bà diện tích 300m² trên tỉnh lộ số 6, nay là nhà số 15B. Việc cấp đất này có rất nhiều người làm chứng cho thân chủ tôi, mà cụ thể người làm chứng thứ nhất đó là ông Trần Văn Thịnh, nguyên giám đốc nông trường Tây Hạ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội. Người làm chứng thứ hai đó là ông Đỗ Triệu Quý,
nguyên là phó chủ tịch và là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Cơ giai đoạn 1981-1989. Nay ông đã nghỉ hưu. Người làm chứng thứ ba đó là ông Ngô Văn Tứ, nguyên là cảnh sát khu vực, phụ trách khu công nghiệp nông trường Tây Hạ giai đoạn đầu những năm 81 đến năm 1983. Ngoài ra còn nhiều người làm chứng là bà con hàng xóm của gia đình thân chủ tôi đã sinh sống cùng thời từ những năm 1981. Như ông Lê Sản, ông Đỗ Thiện Chí, bà Nguyễn Thanh Hà đã có ký vào văn bản được thể hiện trong bút lục số 25. Và người cuối cùng đó là anh Nguyễn Văn Hải, cháu nội của ông Nguyễn Văn Hai, đã khai tại bút lục số 47. Và cũng chính tại phiên tòa ngày hôm nay thì anh Hải đã khẳng định rằng phần đất này trước đây là của ông nội tôi là đúng. Thứ hai, quyết định số 777 về việc cấp giấy chứng nhận cho anh Hải khi đất đang có tranh chấp là vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai năm 2003. Ông Ngọc đã không khai tạm vắng cho bà Ba. Đồng thời, ông tự kê khai nhà đất đứng tên mình và làm hộ khẩu đứng tên là Nguyễn Văn Ngọc, xóa tên bà Trần Thị Ba và bà Nguyễn Thị Nga là thân chủ tôi. Năm 2005, mẹ của thân chủ tôi biết được sự việc này. Do vậy, nội bộ trong gia đình của thân chủ tôi đã xảy ra mâu thuẫn. Đã rất nhiều lần, gia đình thân chủ tôi gửi đơn lên ông Nam là trưởng thôn để giải quyết việc, nhưng vẫn chưa giải quyết xong vì sự tắc trách của cơ quan chính quyền địa phương. Kính thưa hội đồng xét xử, như vậy có thể khẳng định rằng việc tranh chấp trong gia đình của bà Nga thân chủ tôi đã xảy ra là sự thật. Và việc tranh chấp này đã không được giải quyết. Lỗi ở đây là tại Ủy ban Nhân dân xã Vân Cơ, huyện Phú Hà. Như vậy, Ủy ban Nhân dân xã Vân Cơ đã vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Và đã xét cấp giấy chứng nhận khi đất đang có tranh chấp. Thứ ba, về quyết định số 777 vi phạm về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất tại xã và thị trấn. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi cố tình lờ đi không giải quyết những tranh chấp về đất đai trong gia đình thân chủ tôi, đến ngày 5 tháng 1 năm 2008, Ủy ban Nhân dân xã Vân Cơ vẫn ban hành thông báo số 177/TB-UB về việc công khai danh sách xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đối với các hộ gia đình, trong đó có hộ gia đình của anh Hải, trong thời hạn từ ngày 5 tháng 1 năm 2008 đến ngày 15 tháng 1 năm 2008. Theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 135 luật đất đai năm 2003 quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng tại xã thị trấn. Tôi xin được trích và viện dẫn cái điều luật của luật đất đai năm 2003. Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra việc xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất. Trường hợp người đang sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của luật đất đai, thì thẩm tra xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, công bố công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn trong thời gian 15 ngày. Xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gửi hồ sơ đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường. Kính thưa hội đồng xét xử, đối chiếu với các quy định của luật đất đai năm 2003 thì Ủy ban Nhân dân xã Vân Cơ đã vi phạm thời hạn niêm yết chưa đủ thời gian quy định, vì mới được có 10 ngày tính từ thời điểm ngày mùng 5 và đến ngày 15 tháng 8 năm 2008. Điều này được thể hiện trong lời khai của một số người làm chứng đã được xuất trình tại tòa án. Vì niêm yết 10 ngày nên thân chủ tôi là bà Nga ở xa không thể biết được những thông tin này để mà kịp thời làm đơn kiến nghị. Việc Ủy ban Nhân dân xã trả lời trong thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tranh chấp là không đúng sự thật. Thứ tư, quyết định số 777 đã vi phạm về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 2
Điều 52 Luật Đất đai năm 2003 quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người nước ngoài, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhưng tại quyết định số 777 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà lại do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà ban hành, chứ không phải là văn bản do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Hải. Cho nên là cái việc này là vi phạm về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kính thưa hội đồng xét xử, từ các phân tích trên, đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại căn cứ thẩm quyền và thủ tục việc ban hành quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà để tuyên hủy quyết định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tôi là bà Nguyễn Thị Nga. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Mời bà Nga đứng dậy. Ngoài những ý kiến và quan điểm tranh luận của luật sư, bà có ý kiến tranh luận bổ sung gì không? Dạ thưa đồng luật sư, tôi giữ nguyên ý kiến và tôi không có ý kiến gì. Mời bà ngồi. Đề nghị phía người bị kiện trình bày những ý kiến và quan điểm của mình về những ý kiến và quan điểm của luật sư phía người khởi kiện. Thưa đồng xét xử, tôi xin trình bày quan điểm của mình như sau. Thứ nhất, theo quy định tại khoản 2 điều 52 của luật đất đai năm 2003 thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà hoàn toàn có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân. Cái quyết định số 777 là do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà ban hành. Do vậy chúng tôi cho rằng là hoàn toàn đúng với quy định pháp luật và đúng thẩm quyền. Tuy nhiên phía luật sư của người khởi kiện có cho rằng là cái quyết định 777 này do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà ban hành, nhưng mà đây là một cái sơ suất trong cái quá trình kiểm tra trước khi ban hành cái văn bản này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sau. Thứ hai, quyết định 777 được ban hành đúng theo trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn được quy định tại điều 135 nghị định 181 năm 2004 của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 hướng dẫn thi hành về các điều của luật đất đai. Trên cơ sở đó, hồ sơ đăng ký kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của anh Nguyễn Văn Hải bao gồm là đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà, giấy chứng nhận số 24 ngày 11 tháng 8 năm 1989 của nông trường quốc doanh Tây Hạ xác nhận là ông Nguyễn Văn Ngọc là chủ hộ của căn nhà số 10 thuộc dãy TL10 lô số 1, nay là cái căn nhà số 15 thuộc thôn Hòa An, xã Vân Cơ. Tiếp đến là hồ sơ thanh lý hóa giá nhà và kê khai đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Ngọc vào ngày 17 tháng 9 năm 2004, giấy ủy quyền của các đồng thừa kế đối với lại anh Hải và bản vẽ sơ đồ thửa đất. Ủy ban Nhân dân xã Vân Cơ đã có thông báo số 177/TBUV ngày 5 tháng 1 năm 2008 thông báo và niêm yết công khai danh sách các hộ gia đình được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có tên chủ hộ gia đình anh Hải là con của ông Ngọc. Sau khi niêm yết công khai, trong thời hạn quy định của pháp luật là 15 ngày, thì hồ sơ đã được gửi đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường của huyện Phú Hà. Việc một số nhân chứng có cái lời khai cho rằng là cái thời gian mà niêm yết danh sách công khai không đúng là không có cơ sở. Tại vì chúng tôi ngoài cái việc dán cái danh sách niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã, chúng tôi còn gửi trực tiếp bằng văn bản cái thông báo này đến trưởng các thôn trong xã, và đồng thời là có thông báo bằng hình thức là qua loa truyền thanh của xã vào các bản tin hàng ngày nữa. Sau đó văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã kiểm tra hồ sơ và xác nhận hồ sơ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà. Trên cơ sở đó, phòng tài nguyên môi trường huyện Phú Hà đã có tờ trình số 60TT-QLDT với nội dung hồ sơ của anh Hải đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà, và đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận cho anh Hải. Như vậy, xét về mặt thủ tục ban hành quyết định 777 là đúng quy định của pháp luật. Thứ ba, về căn cứ ban hành quyết định 777, anh Hải là người sử dụng đất cùng bố là Ngọc ổn định lâu dài từ năm 1989. Sau khi nông trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho đến khi kê khai đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007, gia đình ông Ngọc đã làm thủ tục xác định ranh giới đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế của người sử dụng đất.
Quá trình đăng ký kê khai từ Ngọc cho đến khi ông Ngọc chết thì là anh Hải tiếp tục có đơn xin cấp giấy chứng nhận thì đã không có tranh chấp gì. Điều này được chứng minh bởi chính bà Hoa là em gái của bà Nga, là hộ ở liền kề với hộ gia đình của ông Ngọc, đã thừa nhận là Ủy ban Nhân dân xã đã có cử người xuống đo đạc mốc giới đất và xác định cái danh giới đất cho gia đình ông Ngọc. Điều đó lại một lần nữa khẳng định rằng trước và tại thời điểm cấp giấy chứng nhận không có tranh chấp giữa gia đình bà Nga với lại anh Hải. Bà Ba đã về quê sinh sống cùng con gái từ năm 1987 và tiếp tục tạm vắng nơi có hộ khẩu thường trú. Cũng tại điều 16 nghị định số 51/1997/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc đăng ký hộ khẩu như sau: người đi vắng khỏi nơi đã đăng ký hộ khẩu thường trú quá 6 tháng mà không khai báo tạm vắng, không có lý do chính đáng thì sẽ bị xóa tên trong sổ hộ khẩu. Người có hộ khẩu thường trú nhưng thực tế không ở nơi cư trú có hộ khẩu mà không có lý do chính đáng hoặc không thể ở nơi đó thì cơ quan quản lý hộ khẩu phải xóa tên trong sổ hộ khẩu. Với các quy định trên thì bà Ba đã bị cơ quan quản lý hộ khẩu xóa tên trong sổ hộ khẩu của gia đình. Nên ngày 11/8/1959, nông trường đã cấp giấy chứng nhận sử dụng nhà số 24CN cho ông Ngọc, con trai của bà Ba, là người đang quản lý nhà đất đó là hợp pháp. Việc bà Nga cho rằng đất nhà đang có tranh chấp giữa anh Hải và con trai Ngọc với bà Nga là người đã được mẹ bà là bà Ba ủy quyền và có di chúc cho nhà đất như đã nói ở trên, nhưng các giấy tờ để chứng minh điều này là không hợp pháp và có căn cứ. Do vậy, khi nhận được cái đơn khiếu nại của bà Nga đã giao cho thanh tra huyện Phú Hòa thẩm tra toàn bộ cái hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với anh Hải, Ủy ban Nhân dân xã Vân Cơ đã có công văn số 290/UB ngày 5/3/2008 báo cáo về việc bà Nga khiếu nại. Trên cơ sở kết quả thẩm tra thấy rằng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa ban hành quyết định 777/QĐ-UB là đúng pháp luật nên đã có quyết định giải quyết khiếu nại bác khiếu nại của bà Nga. Kính thưa hội đồng xét xử, từ các phân tích trên đây, tôi khẳng định lại một lần nữa là việc ban hành quyết định số 777 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa là hoàn toàn có căn cứ pháp luật. Kính đề nghị hội đồng xét xử bác yêu cầu khởi kiện của bà Nga giữ nguyên quyết định số 777 ngày 20/2/2008 về việc cấp giấy chứng nhận cho anh Nguyễn Văn Hải. Tôi xin hết ý kiến. Mời ông ngồi. Đề nghị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày quan điểm pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Kính thưa hội đồng xét xử, qua quá trình nghiên cứu hồ sơ thu thập chứng cứ cũng như qua phần xét hỏi công khai tại phiên họp này và căn cứ vào quy định pháp luật, tôi đưa ra quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của tôi như sau. Thứ nhất, tôi khẳng định nhà đất của thân chủ tôi đang sở hữu và sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, và việc chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà ban hành quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20/2/2008 để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho thân chủ tôi là hoàn toàn hợp pháp, bởi vì những lý do sau đây. 589, căn cứ vào sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Hà Nội về việc quản lý đất đai ở các nông trường thì nông trường Tây Hạ đã cấp giấy chứng nhận ông Nguyễn Văn Ngọc làm chủ hộ tại số nhà 10, dãy TL lô 10, chính là nhà 15B hiện nay. Ngày 17/9/2004, nông trường Tây Hạ đã thanh lý hóa giá nhà 15B cho Ngọc và ông Ngọc đã nộp đủ tiền nhà thanh lý cho nông trường Tây Hạ. Đây là sự kiện pháp lý khẳng định nhà 15B là tài sản của ông Ngọc sở hữu chứ không phải là tài sản thừa kế. Mặt khác, trong quá trình sử dụng nhà đất, ông Ngọc đã nộp đầy đủ thuế nhà đất theo quy định của pháp luật, và ông Ngọc cùng các con của ông đã được đăng ký hộ khẩu thường trú và sinh sống ổn định tại nhà 15B, thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà là đúng quy định pháp luật. Từ những căn cứ trên đây cho thấy, thân chủ của tôi có quyền sở hữu nhà và sử dụng đất nhà 15B tại thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội. Đồng thời, thân chủ tôi là đối tượng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2003. Thứ hai, thẩm quyền ban hành quyết định số 777/QĐ-UB của Ủy ban huyện Phú Hà ngày 20/2/2008 việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho chủ hộ là Nguyễn Văn Hải là đúng pháp luật. Quyết định này đã căn cứ vào luật tổ chức hội đồng dân và ủy ban dân, căn cứ vào luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng dân và ủy ban dân và căn cứ vào khoản 2 điều 52 luật đất đai năm 2003.
Ủy ban nhân dân huyện Hòa đã thực hiện đúng quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai và quản lý nhà nước tại địa phương trong việc ban hành quyết định 777/QĐ-B ngày 20/2/2008 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Hải là thân chủ của tôi. Thứ ba, về trình tự thủ tục ban hành quyết định số 777/QĐ-B ngày 20/2/2008 của Ủy ban huyện Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho chủ hộ là anh Nguyễn Văn Hải đã thực hiện đúng quy định tại điều 135 nghị định số 181/NĐ-CP 2008 ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành luật đất đai. Cụ thể, thủ tục đã được thực hiện đúng như sau. Ngày 25/12/2007, anh Hải có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất có xác nhận của Ủy ban nhân xã Vân Cơ. Ngoài đơn này còn kèm theo giấy chứng nhận số 24CN ngày 11/8/1989 của nông trường Tây Hạ giao cho ông Ngọc sử dụng nhà đất số 15B của nông trường tại thôn Hòa An, xã Vân Cơ và các hóa đơn nộp tiền mua nhà thanh lý và nộp thuế sử dụng đất, đặc biệt có giấy ủy quyền của các con ông Ngọc ủy quyền cho anh Hải làm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho anh Hải. Ông Ngọc đã ly hôn vợ trước khi lên ở với bố mẹ và làm công nhân tại nông trường Tây Hạ. Sau khi nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân xã Vân Cơ thì Phòng Tài nguyên Môi trường Ủy ban huyện Phú Hà đã xem xét thẩm định hồ sơ này và từ đó đã có tờ trình số 60/TT-QLTD ngày 15/2/2008 đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Hà ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho các hộ có đủ điều kiện. Căn cứ vào tờ trình Phòng Tài nguyên Môi trường và quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Phú Hà đã ban hành quyết định số 777/QĐ-B ngày 20/2/2008 cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn Hải. Quá trình chuẩn bị và ban hành quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20/2/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Hà được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng pháp luật. Như vậy, phía người khởi kiện cho rằng quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20/2/2008 của Ủy ban huyện Phú Hà có sự vi phạm về thủ tục là không có căn cứ. Thưa hội đồng xét xử, với những phân tích trên đây, tôi đề nghị với hội đồng xét xử xem xét rõ bản chất của vụ việc để tuyên bác yêu cầu của người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Nga, đồng thời giữ nguyên quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20/2/2008 của Ủy ban nhân dân Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho chủ hộ là Nguyễn Văn Hải nhằm đảm bảo sự công minh của pháp luật và giúp cho thân chủ của tôi ổn định cuộc sống. Cảm ơn hội đồng xét xử, tôi trình bày hết. Mời anh Hải đứng dậy. Ngoài ý kiến tranh luận của luật sư thì anh có ý kiến tranh luận bổ sung gì không? Thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến tranh luận gì thêm. Mời anh ngồi. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện có ý kiến đối đáp tranh luận lại với những ý kiến và quan điểm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không? Tôi không có ý kiến gì cả. Đề nghị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Hà trình bày quan điểm của Viện Kiểm sát về việc giải quyết vụ án. Thay mặt cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Hà, tôi trình bày quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau. Căn cứ vào điều 21 của tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002, căn cứ vào điều 47 pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006, sau khi xem xét đơn cùng các tài liệu có trong hồ sơ cũng như phần trình bày của các đương sự, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa trong vụ án khiếu nại quyết định hành chính, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Hà nhận thấy ngày 10/8/2008, bà Nguyễn Thị Nga làm đơn khiếu kiện đến Tòa án Nhân dân huyện Phú Hà yêu cầu hủy quyết định số 777 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn Hải. Tòa án Nhân dân huyện Phú Hà đã áp dụng khoản 17 điều 11 pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006 để thụ lý giải quyết vụ án hành chính là có căn cứ đúng thẩm quyền. Xét yêu cầu hủy quyết định số 777 của người khởi kiện, căn cứ vào nguồn gốc và quá trình sử dụng đất cho thấy, tuy năm 1981 nông trường Tây Hạ thuộc Sở Nông nghiệp thành phố Hà Nội giao cho bố mẹ bà Nga được quản lý sử dụng nhà đất tại địa chỉ 15B thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà với diện tích đất 230m2, nhưng sau khi bố bà Nga mất năm 1986, bà Nga cùng mẹ và ba đã chuyển về Nam Định công tác. Ông Nguyễn Văn Ngọc là người ở lại quản lý sử dụng thửa đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Ông Ngọc đã được nông trường Tây Hạ làm thủ tục thanh lý, hóa giá nhà, đăng ký kê khai xác định danh giới đất từ năm 2004. Sau khi ông Ngọc mất,
thì anh Nguyễn Văn Hải là con ông Ngọc là đại diện thừa kế hợp pháp đã tiếp tục đăng ký kê khai và quản lý sử dụng thửa đất cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Do vậy, theo quy định của luật đất đai thì anh Hải là người sử dụng đất hợp pháp được xét cấp giấy chứng nhận sử dụng đất là có căn cứ. Về trình tự thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định số 777 QĐUB, Ủy ban nhân dân huyện Phú Hà đã thực hiện đúng các quy định tại khoản 2 điều 52 luật đất đai năm 2003, điều 135 của nghị định 181 để kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận, đảm bảo thời hạn niêm yết công khai. Tại phiên tòa hôm nay, bà Nga đã không đưa ra được chứng cứ nào để chứng minh đất có tranh chấp. Do vậy, yêu cầu của người khởi kiện không có căn cứ để được chấp nhận. Quan điểm của người bị kiện khẳng định quyết định số 777 QĐUB ngày 20 tháng 2 năm 2008 đã ban hành có căn cứ về mặt nội dung và đúng trình tự thẩm quyền là đúng đắn. Cần bác yêu cầu hủy quyết định số 777 ngày 20 tháng 2 năm 2008 của bà Nga. Giữ nguyên quyết định số 777 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Hà. Vì cái đã trên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Hà đề nghị Tòa án nhân dân huyện Phú Hà đưa vụ án xét xử theo hướng phân tích nêu ở trên. Thưa lệnh viện trưởng, kiểm sát viên đã ký. Hoàng Thanh Phong. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án. Đề nghị mọi người trong phòng xử án đứng dậy. Mời hội đồng xét xử vào phòng xử án. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên đọc bản án. Mời mọi người trong phòng xử án ngồi, riêng các đương sự đứng nghe hội đồng xét xử tuyên án. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân huyện Phú Hà xét thấy, sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận, hội đồng xét xử nhận định. Về yêu cầu hủy quyết định số 777 QĐUB ngày 20 tháng 2, 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà của người khởi kiện, bà Nguyễn Thị Nga cho rằng nhà đất số 15B, diện tích đất ở là 230m2, trong đó diện tích xây dựng là 70m2, thuộc thửa 136 tờ bản đồ số 5, thôn Hòa An, xã Vân Cơ, huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội, có nguồn gốc là của ông Nguyễn Văn Hai và bà Trần Thị Ba được nông trường Tây Hạ giao sử dụng năm 1981. Để chứng minh nguồn gốc đất là của bố mẹ mình, bà Nga đã xuất trình cho tòa án giấy xác nhận của một số người làm chứng là những người đã từng sống cùng thời với bố mẹ bà ngày đó. Ngoài xác nhận của những người làm chứng, bà Nga không có bất kỳ một giấy tờ gì khác của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đất nhà đó đã được cấp cho ông Hai và bà Ba. Theo bà Nga khai, sau khi bố bà chết, từ năm 1987, bà Nga đã cùng mẹ chuyển về quê sinh sống và công tác. Nhà đất tại nông trường Tây Hạ giao lại cho ông Nguyễn Văn Ngọc quản lý sử dụng. Ngày 11 tháng 8 năm 1989, nông trường Tây Hạ đã cấp giấy chứng nhận sử dụng nhà số 24 cho ông Nguyễn Văn Ngọc. Bà Nga thừa nhận, sở dĩ ông Ngọc là người được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhà, vì tại thời điểm đó ông Ngọc là người trực tiếp sử dụng nhà đất. Lời thừa nhận nêu trên của bà Nga hoàn toàn phù hợp với lời khai của người bị kiện, do tại thời điểm năm 1989, bà Trần Thị Ba không còn đăng ký hộ khẩu thường trú tại nông trường Tây Hạ, nên nông trường Tây Hạ tiếp tục giao cho ông Nguyễn Văn Ngọc được sử dụng nhà mà bố mẹ bà Nga đã sử dụng từ năm 1981. Nhà đất mà bà Nga cho rằng nông trường đã cấp cho bố mẹ bà năm 1981 vẫn thuộc quyền quản lý của nông trường Tây Hạ. Song nông trường Tây Hạ không phải là cơ quan có thẩm quyền để được giao đất ở. Vì vậy, giấy xác nhận của những người làm chứng về nguồn gốc đất mà bà Nga xuất trình cho tòa án không có cơ sở pháp lý để được hội đồng xét xử chấp nhận. Từ năm 1989, ông Nguyễn Văn Ngọc là người sử dụng nhà, quản lý sử dụng thửa đất và đã nộp thuế đất đầy đủ. Năm 2004, ông Ngọc cũng đã được nông trường Tây Hạ tiến hành hóa giá nhà và làm thủ tục đăng ký kê khai xác định danh giới đất. Sau khi ông Ngọc mất, anh Nguyễn Văn Hải, con ông Ngọc là đại diện thừa kế hợp pháp, đã tiếp tục đăng ký kê khai quản lý sử dụng nhà đất đó. Do vậy, theo quy định tại điều 49 khoản 1 điểm D, điều 50 luật đất đai năm 2003,
anh Hải là người đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Căn cứ vào hồ sơ kê khai đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Nguyễn Văn Hải, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà đã tiến hành thẩm tra, xác nhận nguồn gốc đất, xác minh tình trạng, tranh chấp đất đai, công bố công khai danh sách những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Văn Cơ trong thời hạn 15 ngày theo đúng quy định tại Điều 135, Nghị định 181-2004 ngày 29 tháng 10, 2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai năm 2003. Việc bà Nga cho rằng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Hải khi nhà đất đó đang có tranh chấp. Bà Nga khai đã gửi đơn khiếu nại từ năm 2005 cho trưởng thôn. Nhưng tại phiên tòa hôm nay, bà Nga cũng đã thừa nhận bà không có bằng chứng gì để chứng minh điều đó. Theo tài liệu về nguồn gốc nhà đất khi đăng ký kê khai xin cấp giấy chứng nhận của anh Hải do người bị kiện xuất trình, thì nhà đất này nông trường Tây Hạ đã làm thủ tục thanh lý hóa giá nhà cho ông Ngọc được sở hữu từ năm 2004. Như vậy, việc bà Ba lập di chúc về nhà đất mà ông Ngọc đã được sở hữu là không đúng với quy định của pháp luật, nên bản di chúc giấy ủy quyền của bà Ba lập tháng 3 năm 2007 mà bà Nga đã xuất trình để chứng minh nhà đất có tranh chấp nêu trên không được hội đồng xét xử chấp nhận. Việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà đã bác đơn khiếu nại của bà Nga là có căn cứ. Mặt khác, việc bà Hoa, em gái bà Nga thừa nhận năm 2004, khi ông Ngọc còn sống làm thủ tục xác định ranh giới thửa đất và đăng ký kê khai nhà đất, bà Hoa có biết việc đó. Gia đình bà chưa có tranh chấp. Tại thời điểm niêm yết công khai danh sách những hộ được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Hoa có biết. Điều đó cho thấy các căn cứ của người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chứng minh việc ban hành quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20 tháng 2, 2008 đã được thực hiện đúng thủ tục, thời hạn khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Hải là có căn cứ. Theo khoản 2, điều 52 luật đất đai năm 2003 quy định, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở. Quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20 tháng 2 năm 2008 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện ký ban hành là đúng quy định của pháp luật. Từ các phân tích trên, có đủ cơ sở kết luận việc ban hành quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20 tháng 2, 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn Hải là có căn cứ, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của luật đất đai năm 2003. Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Nga về việc hủy quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn Hải. Vì các lẽ trên, quyết định áp dụng Điều 11 khoản 17, Điều 12 khoản 1 điểm A pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính năm 2006. Điều 49, 50, 52 luật đất đai năm 2003, Điều 135 Nghị định 181-2004-NĐ-CP ngày 29 tháng 10, 2004, áp dụng Điều 29 Nghị định số 70-CP ngày 12 tháng 6 năm 1997 của Chính phủ về án phí lệ phí tòa án, xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Nga hủy quyết định số 777. QĐ-UB ngày 20 tháng 2, 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà, giữ nguyên quyết định số 777/QĐ-UB ngày 20 tháng 2, 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hà về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất cho anh Nguyễn Văn Hải. Về án phí, bà Nguyễn Thị Nga phải chịu 50.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm, được khấu trừ 50.000 đồng tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm. Bà Nguyễn Thị Nga đã nộp theo biên lai số 003421 ngày 20 tháng 8, 2008 tại thi hành án dân sự huyện Phú Hà, thành phố Hà Nội. Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, thẩm phán các hội thẩm nhân dân đã ký. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố bế mạc phiên tòa.